Mời xem phần kinh văn. Phật cáo A Nan: Bỉ cực lạc giới vô lượng công đức, cụ túc trang nghiêm, vĩnh vô chúng khổ, chư nạn ác thú, ma não chi danh. Thế giới Tây Phương cực lạc không có ác đạo, ác đạo là quả. Nước đó vì sao không có ác đạo? Vì không có người tạo nghiệp tam ác đạo. Không có người tạo nhân thì đương nhiên không thể có quả báo này. Từ chỗ này chúng ta có thể biết được sự trang nghiêm chân thật của cõi ấy. Hai câu này là nói thế giới cực lạc có vô lượng công đức, đầy đủ trang nghiêm. Hai câu này là tổng cương lĩnh. Trang nghiêm như thế nào? Phần sau vẫn là nói sơ lược, nếu nói kỹ thì nói không hết. Không những là người thường chúng ta nói không hết, mà ngay cả chư Phật cũng nói không hết. Vừa mở đầu, Phật giới thiệu vài nét về thế giới cực lạc không có cát khổ. Ở trong kinh, Thế Tôn cũng thường nói rõ thế giới này của chúng ta rất khổ, vì khổ rất nhiều, nói không hết. Phật thuyết pháp thường dùng phương pháp quy nạp, đem vô lượng khổ của chúng ta quy nạp thành ba loại lớn, tám loại lớn. Chúng ta thường gọi là tam khổ, bát khổ. Tam khổ là nói phạm vi lớn, bát khổ là nói phạm vi nhỏ, tam khổ là nói tam giới. Dục giới khổ, sắc giới khổ, vô sắc giới khổ. Đây là tam giới khổ, đều là khổ. Trong Kinh Pháp Hoa có một thí dụ: tam giới giống như một căn nhà lớn. Trong căn nhà lớn này lửa đã bốc cháy, tuy vẫn chưa cháy đến, nhưng nhất định sẽ cháy đến. Tam giới đều khổ. Còn bát khổ thì sao? Đây là chuyên nói về dục giới, cũng chính là nơi chúng ta hiện đang thọ nhận. Tám thứ khổ gì? Chúng ta không thể nói kỹ, chỉ có thể giới thiệu danh mục mà thôi. Đầu tiên là bốn thứ: sanh, lão, bệnh, tử. Chúng sanh của dục giới, bất cứ người ai cũng không có cách gì tránh được bốn thứ khổ này. Ngoài ra còn có những thứ ngoài thân. Cũng chính là hoàn cảnh sinh hoạt của chúng ta, cầu bất đắc khổ. Chúng ta đều có dục vọng. Có người dục vọng lớn, có người dục vọng nhỏ. Bất kể dục vọng lớn hay nhỏ, cầu mà không được mãn nguyện thì rất khổ não. Loại thứ sáu gọi là ái biệt ly khổ. Bạn thường không được đoàn tụ với người mà bạn ưa thích, đây là việc khổ. Bạn cũng không thể thường trú, không thể hưởng thụ nơi hoàn cảnh mà bạn ưa thích, cũng là khổ.
Loại thứ bảy gọi là oán tán hội khổ, không thích sống chung một nơi mà vẫn phải gặp mặt nhau, vẫn không thể tách rời. Đây là khổ. Hoàn cảnh không ưa thích mà không có biện pháp thoát khỏi, đều thuộc về oán tán hội khổ. Điều sau cùng là ngủ ấm xí thành khổ. Điều này so ra khó hiểu hơn. Nói một cách cạn cợt, chính là vọng tưởng phiền não ở trong tâm rất nhiều. Cái này là khổ. Phật thuyết pháp đều không rời khỏi nhân quả. Bảy thứ khổ phía trước là quả báo, còn điều này là nhân khổ. Tại sao chúng ta có nhiều cái khổ như vậy? Vì vọng tưởng phiền não của chúng ta rất nhiều, cho thấy gốc bệnh đều không rời khỏi vọng tưởng chấp trước. Đây thực sự là gốc bệnh. Ở thế giới Tây Phương không có các thứ khổ này. Tại sao không có? Vì chúng ta sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc là liên hoa hóa sanh, không phải cái thân do cha mẹ sanh, cho nên không có bát khổ. Thế giới Tây Phương là nhất chân pháp giới, không những không có lục đạo mà thập pháp giới cũng không có. Vì thì làm sao có tam khổ? Tam khổ, bát khổ ở thế giới Tây Phương Cực Lạc không những không có sự việc này, mà nghe tên gọi cũng không nghe nói đến, đều không nghe nói qua. Diễn diễn không có các khổ, các nạn. Nạn này là tai nạn, thiên tai, nhân họa. Đây là những thứ mà thế gian của chúng ta vô phương tránh khỏi. Hiện nay phương tiện truyền thông phát triển, hầu như mỗi ngày chúng ta đều nghe thấy có rất nhiều tai nạn xảy ra, như là động đất tại vùng Duyên Hải Đông Nam Á, có gió bão. Những thứ này đều thuộc về thiên tai. Còn nhân họa lớn là chiến tranh, còn tai nạn nhỏ thì rất nhiều. Thường thấy nhất là tai nạn xe cộ. Đều thuộc về một trong các thứ tai nạn. Ác thú là ác đạo. Chúng ta mỗi ngày khởi tâm động niệm, lời nói, việc làm đều là tham, sân, si, sát đạo, dâm vọng, thì có quả báo của tam đồ là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Cái này gọi là ác thú. Ma não. Trong kinh Bát Đại Nhân Giác nói đến bốn thứ ma. Đây là thông thường các đồng tu học cũng có thể biết. Ngủ ấm ma, phiền não ma, thiên ma, tử ma. Đây là bốn thứ ma. Ma có nghĩa là dày dò, khiến cho thân tâm chúng ta khó chịu đựng.
Thời xưa chữ ma này phần dưới không phải là chữ quỷ mà là chữ thạch, nghĩa là hòn đá. Mà trong từ chiếc ma dày dò, sau vua Lương Võ Đế bỏ chữ thạch đi đổi thành chữ quỷ, vua Lương Võ Đế nói sự dày dò này rất khó chịu, giống như việc gặp ma quỷ, cho nên đem chữ thạch đổi thành chữ quỷ. Từ đó về sau trong kinh điển mới có chữ này. Trong kinh điển thời xưa không phải là chữ này. Ma đến não hại. Trong Kinh Lăng Nghiêm giảng càng tường tận hơn, giảng đến 50 loại ấm ma, trong đó nói được rất tường tận. Ở thế giới Tây Phương, cái tên của những việc ác này còn không có, thì làm gì có sự việc này? Cho thấy thế giới Tây Phương là vui, không có khổ. Việc vô tứ thời, hàng tử vũ minh chi dị. Đây là nói rõ nơi ấy có thời tiết tốt. Thế gian chúng ta có bốn mùa, khí hậu thay đổi rất lớn. Khí không hòa, tượng cũng không tốt. Ngày nay chúng ta gọi là khí tượng. Khí tượng không điều hòa. Singapore này cách xích đạo chỉ có một độ. Trong bốn mùa chỉ có một mùa. Singapore chỉ có mùa hè. Tuy nhiên thỉnh thoảng trời mưa thì cũng trở thành mùa xuân mùa thu. Trời mưa thì biến thành mùa xuân mùa thu. Vậy là vẫn có thay đổi. Không giống như thế giới Tây Phương vĩnh viễn là điều hòa. Nơi đó không có sự thay đổi của khí hậu. Vì vậy tất cả vạn vật đều là thường trụ bất biến. Thế gian này của chúng ta có rất nhiều vật chất theo khí hậu mà sanh ra biến hóa, biến đổi. Còn nơi đó thì không có. Phục vô đại tiểu giang hải. Địa phương này của chúng ta có sông ngòi, có sông lớn, có biển cả. Sóng to cuồn cuộn. Thời xưa đi biển đều là dùng thuyền buồm. Thuyền không lớn, sự nguy hiểm rất cao. Ở trên biển cả thì gặp sóng lớn, gặp phải bão tố thì thuyền bị chìm, cho nên có nhiều tai nạn. Hiện nay có thuyền lớn, so ra an toàn hơn một chút. Khâu lanh khanh khảm, đất không bằng phẳng, đi bộ rất khó khăn. Kinh kỷ xa lịch, đất không bằng phẳng đã khó đi rồi, lại còn có thêm nhiều chướng ngại. Vật chướng ngại này là kinh kỷ, là loại thực vật có gai. Chúng ta không lưu ý thì bị đó đâm bị thương. Trong phạm vi lớn thì có núi Thiết Vi, núi Tu Di, cùng những núi non đất đá. Trên địa cầu chúng ta đủ các thứ chướng ngại vật không bằng phẳng. Sinh sống nơi hoàn cảnh này không phải là lý tưởng.
Ở thế giới Tây Phương Cực Lạc không có những thứ này. Nơi đó là duy dĩ tự nhiên thất bảo. Điều này thì không thể nghĩ bàn. Thất là nghĩa biểu pháp, không phải là con số. Chúng ta nhất định phải nhận thức rõ ràng. Nếu bạn cho là thế giới Tây Phương chỉ có bảy thứ báo thì là quá ít, vậy thế giới đó không thể xưng là cực lạc được. Trân bảo là vô lượng vô biên, thất là đại biểu cho viên mãn. Chúng ta thường nói bốn phương trên dưới chính giữa, đây là viên mãn, là đại biểu cho nghĩa này. Tất cả đầy đủ, thế giới Tây Phương tẩy đều có đầy đủ trân bảo của mười phương thế giới chư Phật, một thứ cũng không thiếu. Chữ thất là đại biểu cho ý nghĩa này, đều là trân bảo thành tựu. Hoàng kim vi địa, phía trước đã nói với quý vị rồi. Thế giới Tây Phương lấy vàng để lót đường. Khoan, quảng, bình, chánh, đường lộ thì rộng. Bình là bằng phẳng, chánh chính là chánh trực. Rất ít có đường cong quẹo, đều là đường thẳng. Trong Kinh Đại Thừa thường nói cảnh do tâm sanh. Tâm thanh tịnh thì thế giới thanh tịnh. Mỗi người vãng sanh đến thế giới Tây Phương đều là tu tịnh nghiệp, hay nói cách khác đều là tu tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh thì thân khẩu tự nhiên không tạo ác nghiệp, tự nhiên liền thanh tịnh, tam nghiệp thanh tịnh. Mỗi người được vãng sanh đều tu tịnh nghiệp. Cảnh giới này là do nguyện lực của Di Đà cùng cộng nghiệp thanh tịnh của mọi người mà thành tựu nên thế giới này. Bất khả hạn cực, vi diệu kỳ lệ, thanh tịnh trang nghiêm. Vi diệu là nói cái thể của nó, nhất định không giống với mười phương thế giới chư Phật. Như thế giới chúng ta đây, tất cả vạn vật giống như phía trước đã nói, đất đai, cát sỏi, vật chất đều vô cùng thô, giả lại đều là vô thường. Kỳ lệ cũng chính là chúng ta thường nói rực rỡ sáng lạng, đẹp không thể tả nổi. Thanh tịnh trang nghiêm, siêu du thập phương nhất thiết thế giới, mười phương tất cả thế giới chư Phật đều không thể so sánh với thế giới Cực Lạc được. Đây là Thế Tôn đơn giản nói ra sự trang nghiêm đẹp đẽ của thế giới Tây Phương Cực Lạc. Ngài hướng về A Nan nói, A Nan là đại biểu cho chúng ta, chính là hướng về mọi người chúng ta mà giới thiệu. A Nan văn dĩ, bạch Thế Tôn ngôn, nhược bị quốc độ, vô tu di sơn,
Kỳ tứ thiên vương thiên, cập đao lợi thiên, y hà nhi trụ. A nan, hoàn toàn đại biểu cho cảnh giới phàm phu của chúng ta, thấy đều không xả bỏ vọng tưởng chấp trước. Khi vừa nghe lời này thì liền khởi vọng tưởng chấp trước. Tất cả thế giới của chư Phật đều có 10 pháp giới, đều có lục đạo. Sự thành hình của thế giới đều có tiểu thế giới, tiểu thiên thế giới, trung thiên thế giới, đại thiên thế giới. Hầu như tất cả thế giới của chư Phật đều là hình thức này, đều là hình thức này, không có sự đặc biệt như vậy. A Nan không biết được thế giới Tây Phương Cực Lạc là thế giới đặc biệt, không có những thứ này, nên mới khởi vọng tưởng. Vậy Thế Tôn thì sao? Thế Tôn nói pháp vô cùng tuyệt diệu, không nói với A Nan thế giới Tây Phương là nhất chân pháp giới, không có thập pháp giới, không có lục đạo. Ngài không nói như vậy. Cách nói pháp này mang đến cho chúng ta sự khải thị rất lớn. Phật cáo A Nan: Dạ ma đâu xuất, nại chí sắc vô sắc giới, nhất thiết chư thiên y hà nhi trụ. Phật hỏi ngược lại tôn giả A Nan: Trời tứ thiên vương, trời đao lợi không rời khỏi mặt đất. Hai trời này ở trên mặt đất, nhưng từ trời dạ ma trở lên cùng giới sắc giới, vô sắc giới là không cư thiên, không ở trên mặt đất, cho nên gọi là không cư thiên. Đao lợi và tứ dương gọi là đại cư thiên, không rời khỏi mặt đất. Rời khỏi mặt đất gọi là không cư thiên. Chúng ta rất khó tưởng tượng không cư thiên. Giả như chúng ta nghĩ rằng có lẽ người trời mà người trước đây nói có thể là người của tinh cầu ngoài không gian đến nơi đây của chúng ta. Họ từ trên trời đến, từ tinh cầu nào đó đến đây. Ở trong Phật Pháp chúng ta thì họ vẫn là người. Tại vì sao? Vì hễ là tinh cầu thì nó có đất, nó vẫn là địa cư, nó không phải ở trong hư không, không phải ở hư không. Bất cứ chúng sanh sinh sống trong tinh cầu đều là địa cư, vì nó có đất đai. Cho nên địa cư đó không phải chuyên chỉ cho địa cầu của chúng ta, không phải cứ ở ngoài địa cầu đều là trên trời. Chỉ cần có đất đai, có tinh cầu thì đều là địa cư thiên, đều là ở trên đất. Không cư này thì rất khó mà tưởng tượng. Kỳ thực hiện nay khoa học có thể giúp cho chúng ta giải thích hiện tượng này ở trong Kinh Phật. Hiện nay các nhà khoa học nói không gian này có số chiều vô hạn. Thế gian này của chúng ta có không gian 3 chiều, không gian 4 chiều. Nếu nâng lên đến 5 chiều, 6 chiều, 7 chiều, đến vô hạn chiều, thì cảnh giới ấy không thể nghĩ bàn. Điều này có thể giúp Kinh Phật làm chú giải về các cảnh giới không giống nhau. A Nan đáp rất hay. A Nan bạch ngôn: Bất khả tư nghị nghiệp lực sở trí. A Nan kỹ ra rất thông minh, trả lời không sai. Ngài lĩnh hội được chỗ này. Phật ngữ A Nan: Bất tư nghị nghiệp
Nhữ khả tri gia. Thật ra mà nói, trong đây quan trọng nhất chính là nói cho chúng ta những lời này. Nghiệp không thể nghĩ bàn đó. Ông có biết không? Bạn có biết hay không? Nhữ thân quả báo bất khả tư nghị. Thân thể hiện nay của chúng ta, quả báo của chúng ta không thể nghĩ bàn. Đây là thật, không phải giả. Chúng sanh nghiệp báo diệt bất khả tư nghị. Chúng ta thấy được nghiệp báo của tất cả chúng sanh hữu tình, chính là hiện nay chúng ta gọi là động vật. Hết thảy nghiệp báo của động vật cũng không thể nghĩ bàn. Chúng sanh thiện căn bất khả tư nghị. Chư Phật thánh lực, chư Phật thế giới diệt bất khả tư nghị. Nói tóm lại là nghiệp lực không thể nghĩ bàn. Nếu chúng ta bình thường có thể lĩnh hội được cảnh giới ấy, cảnh giới không thể nghĩ bàn, cảnh giới trong mộng, tự hỏi cảnh giới trong mộng của chúng ta là trụ trong hư không hay là trụ trên mặt đất. Mỗi người đều nằm mộng, trong mộng có cảnh giới. Tự hỏi khi bạn nằm mộng, bạn là trụ trên địa cầu hay là trụ trong hư không? Trong định cũng có cảnh giới. Niệm Phật hoặc là tham thiền, khi ngồi thiền nhập định, trong định có cảnh giới. Cảnh giới trong định này rốt cuộc là ở trên mặt đất hay là ở trên hư không? Thực sự mà nói, thời gian và không gian ấy đã khác nhau, đã chuyển đến một thời gian không gian khác rồi. Đây chính là chủ này nói nghiệp lực không thể nghĩ bàn. Thiện căn của chúng sanh, như trong đoạn kinh văn nói phía trước, Dương Tử A Xà Thế cùng 500 vị trưởng giả trong đời quá khứ, vô lượng kiếp đến nay đều học Phật, cúng dường chư Phật Như Lai. Đây là nghiệp lực không thể nghĩ bàn. Ngày nay chúng ta có duyên gặp được pháp môn thù thắng thế này, có lẽ nghiệp lực của chúng ta cùng họ không khác biệt nhiều. Không phải nghiệp lực như vậy thì bạn không gặp được pháp môn này. Bạn có thể gặp được pháp môn này thì có thể nói thiện căn trong đời quá khứ của bạn so với Dương Tử A Xà Thế không khác biệt bao nhiêu. Nếu thiện căn của bạn so với ông nhiều hơn một chút thì tình hình khác hẳn. Bạn nghe xong rất ưa thích, lại còn phát nguyện cầu sanh tịnh độ. Điều này chứng minh thiện căn trong đời quá khứ của bạn vượt hơn Dương Tử A Xà Thế cùng 500 vị trưởng giả. Trong đời này bạn nhất định thành tựu. Thánh lực chư Phật ở chỗ này đặc biệt chỉ cho quay thần bổn nguyện của Đức Di Đà gia trì. Người niệm Phật chúng ta lúc lâm chung, Phật đến tiếp dẫn, điều này không thể nghĩ bàn. Thế giới của chư Phật, đặc biệt là thế giới Cực Lạc, thế giới Hoa Tạng của Tỳ Lô Giá Na Phật, báo độ của chư Phật, cõi Thật Báo Trang Nghiêm cùng với cõi Thường Tịch Quang Tịnh, thật là không thể nghĩ bàn. Kỳ quốc chúng sanh, công đức thiện lực,
trụ hạnh nghiệp địa, cập Phật thần lực, cố năng nhị nhị. Đến chỗ này, Phật mới trả lời tôn giả A Nan. Đến sau cùng là chuyện này. Trụ hành nghiệp địa, thấy Phật thì được bình đẳng thân nghiệp. Chúng ta nói theo Tịnh Tông thì việc này là rất khó được, rất hiếm có. Thấy được A-di-đà Phật khi bạn sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc rồi. Nghe tên thì được bình đẳng khẩu nghiệp. Điều này không sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc cũng có được. Còn việc thấy Phật thì nhất định phải đến thế giới Tây Phương Cực Lạc. Thân tướng của mọi người ở thế giới Tây Phương Cực Lạc đều là bình đẳng. Được bình đẳng thân nghiệp, còn nghe thế thì sao? Chúng ta ở trong nhân địa là được rồi. Chúng ta nghe được Nam Mô A Di Đà Phật, La Hán Chư Bồ Tát nghe được cũng là Nam Mô A Di Đà Phật, là bình đẳng khẩu nghiệp. Gặp được Phật quang, hiểu rõ Phật pháp là được bình đẳng ý nghiệp. Đây chính là vào nhà Như Lai, trụ hạnh nghiệp Di Đà. Trụ hạnh nghiệp địa, cùng với thần lực của Phật, oai thần bổ nguyện của A-di-đà Phật biến hiện ra cảnh giới này. Chúng sanh bình đẳng nghiệp lực, cho nên nó là tự nhiên. Chúng ta thường nói pháp vốn như vậy, tự nhiên hiện ra quốc độ quảng đại nghiêm tịnh này. Có nhân như vậy thì ắt sẽ có quả như vậy. Chỉ là nhân duyên quả báo. A Nan bạch ngôn, nghiệp nhân quả báo bất khả tư nghị. Đây là câu tán thán của A Nan. Trong kinh có nói nghiệp lực không thể nghĩ bàn, cho dù rất xa nhưng nhất định vẫn có sự ràng buộc. Khi quả báo chín mùi, thì nhất định không thể tránh khỏi. Đây là chân tướng sự thật. Nếu chúng ta hiểu rõ thì chúng ta khởi tâm động niệm, tất cả tạo tác không thể không cẩn thận. Chư vị đồng tu nhất định phải ghi nhớ, Phật không phải là một quốc vương, cũng không phải là một vị giáo chủ. Tâm Phật thanh tịnh, mảy trần không nhiễm. Phật đối với chúng ta không có một tơ hào kỳ vọng nào. Phật nói những lời này
lẽ nào lại lừa gạt bạn sao? Lừa gạt người phải có lý do. Không có lý do mà lừa gạt người thì đó là thần kinh có vấn đề. Phật có giống người thần kinh có vấn đề hay không? Giảng nhiều kinh như vậy, giảng có trình tự lấp lan, thứ tự phân minh như vậy, Ngài không giống người đầu óc có vấn đề. Ngài vì sao lại lừa gạt bạn? Nếu Ngài là quốc vương, Ngài vì chính trị phải thống trị nhân dân, khiến bạn lúc nào cũng phải nghe lời Ngài, không thể tạo phản. Ngài nói những đạo lý như phải mà không phải, có thể gạt gẫm bạn. Nếu là một giáo chủ, Ngài muốn lôi kéo tín đồ, không để tín đồ chạy mất, Ngài cũng có thể lừa gạt bạn. Phật không phải là quốc vương nên không có mục đích chính trị. Ngài cũng không phải là giáo chủ nên không có mục đích tôn giáo. Ngài thành tâm, thành ý chỉ dạy chúng ta. Cá nhân chúng ta có được lợi ích, thực tình mà nói, Ngài không có liên quan. Chúng ta gặp họa hay được phước không liên quan với Phật. Điểm này quý vị nên nhớ rõ ràng. Ngài thật sự là một người tốt, chúng ta trong đời này khó gặp được. Gặp được người tốt như vậy, chỉ dạy cho chúng ta làm thế nào lìa họa được phước. Cho nên Phật dùng thân phận vị thầy để xuất hiện. Gọi thầy là chúng ta tôn kính đối với Ngài. Còn Ngài không có ý niệm này. Nếu Ngài có ý niệm này, vậy thì Ngài vẫn có mục đích. Ngài không có ý niệm này. Điều này chúng ta nhất định phải rõ. Cho nên nhân quả báo ứng là chân tướng sự thật của thế gian và xuất thế gian. Sự tạo tác của thân thể chúng ta là thân tạo nghiệp. Ngôn ngữ của chúng ta và thái độ biểu hiện là khẩu nghiệp, thân nghiệp. Trong tâm khởi tâm động niệm là ý nghiệp. Chúng ta tạo nghiệp thiện nhất định được thiện báo. Chúng ta tạo nghiệp ác nhất định bị ác báo. Quả báo thông ba đời. Không nhất định hiện tại ta tạo thì hiện tại liền được báo. Trong kinh luận thường nói, muốn biết nhân đời trước, bạn muốn biết đời trước tạo nhân gì, Phật nói xem thọ báo đời này, là cái mà chúng ta đời này thọ nhận. Cái thọ đó là quả. Chúng ta trong đời này rất vui sướng, rất hạnh phúc, vậy là đời trước nhất định đã tạo thiện nghiệp, chúng ta được thiện quả. Đời này đời sống rất cực khổ, rất khó chịu đựng, vì đời trước chúng ta tạo nghiệp bất thiện. Đời này được quả báo không tốt, là đạo lý như vậy. Cho nên quả báo là ba đời. Muốn biết đời sau quả báo như thế nào, Phật dạy chúng ta là xem việc làm đời này. Những gì bạn tạo tác trong đời này sẽ là quả báo của kiếp sau. Nếu chúng ta hiểu rõ đạo lý này, thật sự hiểu rõ, khẳng định rồi, thì đời này chúng ta chịu bất cứ hoàn cảnh gì, thôi vậy cứ cắn chặt răng cho qua là được. Là vì sao? Vì tự làm tự chịu. Là cái nghiệp trước kia do vô tri mà tạo nên, nhưng đời sau tôi nhất định phải tốt hơn đời này. Tôi biết hiện nay tôi phải tạo nhiều thiện nghiệp
thì quả báo đời sau sẽ thù thắng. Vậy đời sau dù là hạnh phúc mỹ mãn, một đời đều xứng tâm như ý, bạn có bảo đảm là đời đời kiếp kiếp đều hạnh phúc vui vẻ hay không? Có thể bảo đảm bạn đều không bị mê hoặc hay không? Điều này thì khó. Hiện nay trên thế gian này có rất nhiều người thật sự hạnh phúc vui vẻ, họ không học Phật, họ hàng ngày ở trong chốn hoan lạc sống qua tháng ngày, như là vui chơi nhảy múa. Đời trước học Phật tu những thiện nghiệp được quả báo này, đời này họ không chịu học Phật nữa. Khi hưởng hết phước báo rồi thì nghiệp báo ác hiện tiền, phải đọa lạc, đó mới là khổ. Cho nên chúng ta mặc dù tu thiện được thiện báo, nhưng không thể bảo đảm lại gặp được Phật Pháp, không thể bảo đảm tiếp tục tu thiện nghiệp, việc này thì phiền phức rồi. Cho nên người chân chánh thông minh thật sự hiểu rõ thì phải nghe lời của Phật cầu sanh tịnh độ. Cầu sanh tịnh độ có lợi ích ở chỗ nào? Là vĩnh viễn không bị mê hoặc, vĩnh viễn không tạo ác nghiệp. Từ nay về sau, đời đời kiếp kiếp tích công lũy đức, kết quả nhất định giống như A-di-đà Phật. Điều này không thể không biết. Nghiệp nhân quả báo không thể nghĩ bàn. Chúng ta phải hết sức xem trọng câu này: ngã ư tự pháp thật vô sở hoặc. Ở chỗ này A Nan đã nói ra lời chân thật, A Nan rất rõ ràng sự việc này. Vậy tại sao phải hỏi như vậy? Là hỏi thay cho chúng ta, không phải là ngài không hiểu. Đảng vì đương lai chúng sanh phá trừ nghi vọng, cố phát tư vấn. Đây là A Nan từ bi hỏi thay cho chúng ta. Ngài vừa hỏi, Phật vừa nói thì chúng ta liền hiểu ngay. Không phải là A Nan không hiểu. Đây là đại từ đại bi. Cách tu học này làm lợi ích cho chúng sanh, làm lợi ích cho chúng sanh là thiện nghiệp, chúng ta phải học. Thực sự mà nói, chúng ta rời khỏi kinh sách, rời khỏi giảng đường thì quên sạch sẽ, tật xấu tập khí cũ lại hiện tiền, không biết học, không biết tu. Tôi xin nêu ra một ví dụ. Chúng ta ở nơi công cộng, như ở trong tiệm ăn, có những đồng tu quen biết gặp tôi liền nói: thưa Pháp Sư, hôm nay ngài ăn gì? Ăn thấy có ngon không? Hỏi những lời vô ích này. Họ không ở nơi đó hỏi một ít Phật Pháp như: thưa Pháp Sư, thế nào là Phật Pháp? Tuy họ biết, nhưng rất nhiều người ở bên cạnh không biết. Một khi tôi giảng cho bạn nghe thì bao nhiêu người cũng được nghe, được biết. Đây là học theo ngài A Nan. Không biết hỏi những điều này, đây là kẻ đáng thương. Có một lần tôi đến chùa Ngọc Phật ở Thượng Hải để thăm Pháp Sư Chân Thiền, đi đến Điện Thiên Dương. Tượng Tứ Đại Thiên Dương trong Điện Thiên Dương rất trang nghiêm, có rất nhiều đoàn du lịch đã ở đó đi cùng tôi. Cũng có một vài vị cư sĩ ở Thượng Hải. Tôi liền đem sự biểu pháp của bốn vị thiên dương này
giảng tường tận cho họ nghe. Tuy là giảng cho họ nghe, nhưng các đoàn du lịch đều chú ý nghe. Đây gọi là cơ hội giáo dục, nhất định phải nắm lấy, chứ nên lơ là bỏ qua. Có thể giúp cho họ hiểu rõ biểu pháp, nghệ thuật trong Phật Pháp, ý nghĩa chân chính của sự tạo tượng trong Phật môn, thì họ mới không đến nỗi mê tín. Cho nên A Nan biết được cơ hội giáo dục, biết rõ nên hỏi, hỏi cho mọi người nghe. Hai ngài đang diễn kịch, Thế Tôn và A Nan đang diễn kịch. Một người hỏi, một người đáp, chúng ta được lợi ích. Bởi chúng ta vô tri, không biết hỏi. Chỗ này phải nên học tập. Cho nên ở bất cứ nơi công cộng nào, nếu bạn gặp được Pháp Sư hoặc gặp được Đại Đức Cư Sĩ, thì bạn hỏi họ Phật Pháp để cho người khác được nghe. Cho nên hỏi quá sâu. Hỏi sâu thì sao? Người ta nghe không hiểu. Nên hỏi cạn cợt một chút thôi, để cho những người không học Phật Pháp nghe, tiếp dẫn họ. Vậy thì đúng.